Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Đồng Hồ Đổ Quốc. Và trong clip này em sẽ lên cho anh em mình tầm khoảng 20 con cơ nha. Trong này thì toàn bộ đều là cơ hết, có cơ tự động và cơ lên dây. Cơ tự động thì nhiều hơn. Và cũng như các clip trước, khi mà em lên mã nào thì em sẽ đánh dấu cụ thể từng con. Anh em chỉ việc chốt đúng mã, đúng clip nghiệp phát thì em sẽ gửi đúng hàng cho anh em mình nha. Và trong này thì có rất là nhiều radio. Clip này thì có khoảng 5 con radio, với lại một số thương hiệu khác như là One Time, Technot hay là Seiko. Thì anh em xem trong clip này anh em sẽ rõ chi tiết từng con nha. Giờ em sẽ không làm mất thời gian của anh em mình nữa, em sẽ đi con đầu tiên. Đầu tiên em lên cho anh em mình con Rado, con này 57G cho anh em, mặt zin. Con này là zin độ mới cũng khá là cao, mặt trắng chảy tia, một lịch ngày gấp 3 giờ. Cái này thì lâu rồi chưa có đụng đến nên nó chưa có lên dây nha anh em. Cơ tự động mình chỉ có mình lắc thì nó chạy thôi. Anh em lên vài vòng cót xong anh em lắc nhẹ là nó chạy, chạy rất là, dòng này thì chạy rất là chính xác, giờ chạy siêu chuẩn luôn. Size của nó là size 35 nha anh em, 348 là 35, cũng khá là vừa dành cho nam đi vừa và nhỏ. Nấm mỏ neo, con này kính thay rồi, còn lại là zin hết nha anh em. Đó, đít rất đẹp, đít còn cát luôn này, độ mới khá cao. Con này cũng thuộc dạng siêu phẩm trong dòng 57G á. Mỗi cái là không có kính zin thôi, con này có kính zin nữa thì rất là đẹp luôn. Dây khóa thì thay mới, dây đà điểu, dây này là dây kỳ đà may thủ công. Máy móc thì rất đẹp, nói chung con này có một con thôi. Tại vì nay thì 57G cái giá em để cho anh em cũng khá là mềm luôn. Anh em nào chơi cái dòng này thì nó đẳng cấp. Đó, ví dụ như 30G. Ngày trước á, là mấy con Rado, cái dòng cá ngựa vàng nè, Rado mà hai cá ngựa vàng mà tầm 30G thôi là cái giá cũng đã tầm khoảng 3-4 triệu rồi. Thì nay anh em với cái tầm tiền đó thôi, anh em có thể mua được con 57G, cụ thể là con này. Trong lô này em cũng sale lên để giá rất là tốt nha nè, anh em tranh thủ nha. Đó, máy thì khỏi suy nghĩ, máy trắng búa vàng, máy vàng ươm, máy sạch sẽ, sáng đẹp, chạy chuẩn giờ. Nó không phải là chuẩn đơn thường mà là siêu chuẩn nha, chạy rất là ok, tích cót rất là trâu, độ trữ cót của nó là trên 30 tiếng. Đó, lên tay cho anh em coi. Trong là được cái càng nó dài nên thành ra là cũng không có bị nhỏ nha. Tay nam 16, 17 đeo thoải mái ok, 17 năm đeo cũng được. Tại vì chơi đồ xưa, đồ cổ thì nó size nó không có lớn lắm đâu. Đó, anh em nhìn cái tia nè, thấy không? Cái tia zin khi mà nghiêng qua ánh sáng nè, nó bắt tia rất là đẹp. Còn cái mặt mà vặt tia, mà tia phục hồi lại, vẽ lại thì anh em liếc qua ánh sáng nó không có lên tia này đâu nha. Cái tia tia nguyên bản nó rất là mịn thì nó mới lên được cái tia đẹp như thế này. Rồi con này mã số 1, con này hôm nay em sẽ sale cho anh em mình còn 3 triệu 8 nha. 3 triệu 8 con này, mã số 1. Rado 57G. Giá này là siêu rẻ rồi. Đó, anh em tìm ở đâu ra được cái giá rẻ hơn nữa. Hàng cực đẹp nha anh em, chứ không phải là hàng tầm 7 tầm 3, hàng 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 nát đâu nha, hàng rất là đẹp. Rồi tiếp theo con này 30G. Đây là dòng cá ngựa đỏ Pet House, cá ngựa đỏ. Này như 25G thôi chứ không phải 30G đâu, để mở máy em coi. Dòng Pet House thì nó chỉ có 25G thôi. À đúng rồi, đó, con này 25G nha anh em. Cũng là máy trắng búa vàng, máy 5 tầng Rado. Chuẩn chỉnh, con này zin zin đét luôn. Đó, đít cho nó đây. Dây khóa thì linh kiện nha anh em, dây khóa thì mới. Dây da bò màu nâu. Khóa linh kiện, còn lại là con này zin hết. Chính còn mỏ neo, mặt thì có lên một ít mụn. Đó, mặt zin, kính zin, nấm zin, nói chung là zin hết nha. Và chạy cũng rất là ok, chuẩn giờ.
mấy cái dòng mà sản xuất trước năm 70 là nó sẽ chỉnh lịch 92 nha anh em. Em nói luôn là trên những dòng mà sản xuất trước năm 70 á, lịch 92 đó, khi mà anh em xoay tới 12 giờ mà lịch ngày nó không nhảy thì có nghĩa là đang ở múi giờ buổi trưa, nó không nhảy giờ. Anh em xoay tiếp một vòng nữa là nó nhảy giờ đó, nó nhảy 25 nè, có nghĩa là khung giờ buổi tối. Rồi lui lại 9 giờ lên 12 giờ, 9 giờ 12 giờ, đây là cơ chế lịch 92 của những dòng sản xuất trước năm 70 nha anh em, thì nó sẽ dùng chung cơ chế này đó. Rồi con này cũng zin đét toàn bộ luôn, dây khóa thì mới, dây khóa linh kiện. Rồi con này mã số 2 nha anh em, con này 2,5 triệu, mã số 2 nè, xe còn 2,5 triệu nè, 2500. Để bằng cái đít lại cho để bụi bụi vô, nhiều con cứ mở máy ra vào rồi xong nó dính bụi á, nên mở ra xong là phải vặn lại liền. Rồi chiếc sơ sơ thôi đủ rồi, size nó là 365 nha nè, size cũng khá lớn nè đó, size 365, size khá lớn. Tay tầm khoảng con, nếu như đeo con này thì tay tầm khoảng 17 18 mà đeo ok nha, tay 17 18 đeo ok. Nhỏ quá đeo cũng không có đẹp, tại vì cái càng nó khá dài. Rồi tiếp theo mã số 3 cũng là con bất hao luôn nha anh em, nhưng mà con này thì mặt nó vẽ lại rồi, mặt nó phục hồi lại rồi, anh em nhìn hai con này không. Đây là cho anh em coi một con mặt zin nè, con này mặt phục hồi lại rồi nè đó. Đó, so sánh cho anh em coi thì con zin thì nó sẽ cao tiền hơn con mặt này, con này thì mặt phục hồi lại thì giá nó sẽ mềm hơn. Kính vẫn là kính zin như này, con này vẫn là kính zin, đấm zin và đít cũng zin, máy thì cũng như mấy con kia, máy thì đẹp như nhau, có mỗi cái con kia thì mặt zin thôi, con này thì mặt phục hồi lại. Đó, con này thì sử dụng máy vàng 25G, con này máy vàng như này. Con kia thì máy trắng búa vàng, còn con này thì máy vàng. Ủa, hai con giống nhau mà sao lại kỳ ta, để coi thử coi. Có lẽ là sản xuất khác đời hay sao ấy. Để lo cái vỏ con này thử coi cái bằng sai con kia không. Con này thì nhỏ một xíu, con này 365, con này 36, con này 365, con này 36. Con này có khả năng là nó sản xuất cũng một cái dòng đó là một sản xuất khác hay sao ấy, khác lô hay thế nào đó. Thì con này máy nó khác nha. Máy con này là máy vàng, con kia là máy trắng búa vàng. Hai con nào chạy cũng rất là ok chuẩn giờ như này. Đó, về chỉ việc là lên tay dùng thôi. Cơ chế lịch là như nhau hết, cũng 92 hết. Đây xoay 24 giờ cho em coi nè. 7 nè. Rồi là 9 nè. Đó, cơ chế lực là như nhau nha. Rồi con này mã số 3. Con này em bán cho anh em mình là 2 triệu nha. Đó, ngon bổ rẻ luôn. Về con này lên tay thì cũng rất ok. Mã số 3 2 triệu. Rồi, tiếp theo mã số 4. Số 4 là Emerado vỏ đá nha nè. Con này là vỏ đá, dòng gì Banbo gì đó, để chút ra xoay cái kim để cho nhìn thấy rõ hơn cái chữ cái mặt số của nó.
Xoay rõ cho em coi mặt số chữ nè. Banh bô gì ta? Đó cái tên của nó này, đó thương hiệu đó. Con này thì cũng zin hết, vỏ đá sáng, kính thì kính zin, kính vát. Cơ chế lực cũng 912 luôn. Đấm zin mỏ neo, đít của nó đây. Ôi, con này trước các bạn giá 2 triệu 2 nè. Còn rớt lại thì hôm nay sale tiếp. Để mở máy luôn cho anh em coi. Đó, hộp túi hộp tiền thì mình mua. Con này cũng là máy trắng búa vàng luôn nha anh em, máy 25G, máy trắng búa vàng. Đó, cái búa nó thì thời gian sau sử dụng lâu nó có hơi cũ cũ một tí nè, đó. Nhưng mà máy thì vẫn chạy rất là ok nha. Máy vẫn chạy đúng giờ. Đã có vệ sinh căn chỉnh lau dầu hết rồi, về chỉ việc lên tay dùng thôi. Đít này bỏ vô không khớp. Thiếu gì ta? À đây, vô rồi. Rồi, con này em sale cho anh em mình nè. Đó, dầm vỏ đá trước cái giá nó lúc nào phải trên 3 triệu á. Rồi, con này mã số 4. Sale luôn còn 2 triệu nè, đó. Rồi, tiếp theo mã số 5. Số 5 là con Titoni cho nè. Titoni. Xay ngang 365. Dây khó cũng thay mới rồi. Đây, đít đây, Titoni. Con này 2 lịch. Đó. Cơ chế lịch cũng như 12 luôn. Máy chạy ok, chuẩn giờ. Để coi lịch thử coi. Rồi. Rút ra chỉ có một nắp là 92 rồi đó. Thứ này, thứ này, thứ ngày nhảy nè. Con này nấm không có logo, khả năng là nấm đã thay rồi. Rồi mở máy cho anh em coi luôn. Đẹp xấu gì đó là em tự phán nha. Mở máy nữa thì nó hơi lâu nên clip nó hơi dài nha anh em. Đó. Anh em có nhiều khó xem nha. Không mở máy thì anh em kêu sao không mở máy là không rõ ràng thế này thế nọ. Nói chung là cũng phục vụ anh em là cũng hết bình thôi. Đó, anh em muốn mở máy thì cứ mở máy cho tất cả mọi thứ là nó rõ ràng trên clip hết. Đó. 25G Titoni Roma. Rotomatic 25G Switch, đó, búa thì nó cũng có hơi đen đen một xíu. Tại con này cũng khá lâu rồi. Nhưng mà chạy cứ ok chuẩn giờ. Không ngại vấn đề đó nha, tại vì hàng mình mua bán có bảo hành hết. Anh em cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Rồi con này mã số 5. Mã số 5. Con này bán cho anh em 1 triệu rưỡi thôi. Đó. Triệu rưỡi có con Thụy Sĩ Titoni. Ngon lành. Sạch sẽ, đẹp đẽ. Quá rẻ. Ok, mã số 5 1 triệu rưỡi nha anh em. Tiếp theo mã số 6. Con này cũng khá hiếm nè. Cái dáng con One Time này, dáng này khá hiếm nha nè. Dáng nó dạng như dáng tăng mà nó hơi form nó hơi bo một tí. Xe ngang nó size 32 nè, mặt trắng cặp la mã. Đó, con này thì mặt nói chung là zin hết luôn. Chuẩn mặt chuẩn zin có vết thời gian. Đó, nhìn cho là thấy rồi đó.
có mấy vết ố vàng trên này nè, đó vàng vàng, vàng. Nói chung là vỏ vàng khá đẹp nha. Con này nấm thì nấm thay rồi nha, nấm thay không có logo nè. Thường dòng bên tham là nấm sẽ có chữ V đúp, mà con này nấm không có logo là nấm thay rồi nha, nấm thay nấm mới rồi. Vỏ vàng thì còn rất đẹp, dòng này thì nó mạ 20 micron đó, vàng rất đẹp, đít đại bàn chuẩn quanh tham, máy đẹp chạy ok chuẩn giờ. Con này dáng rất là mỏng nha, dáng năm có 5 ly 7, 5 ly 6, 5 ly rưỡi thôi đó, dáng có 5 ly, hơn 5 ly xíu thôi. Dáng này đeo rất là sang, size dây to, size dây 20, sử dụng bộ dây đà điểu màu xanh navy đậm, máy thủ công đó, rất đẹp. Con này lên tay à, chuẩn cổ điển luôn nè, thấy không, rất đẹp luôn, rất sang, mỏng đeo ôm tay. Rồi con này cơ lên dây nha nè, mã số 6. Con này 2 triệu nha, mã số 6. Form này nó hiếm hơn form tròn rất là nhiều. Đó, hiếm hơn form tròn. Mặt nó mà sập đẹp một xíu nữa là giá cũng rất là cao á. Cái dòng quanh tham mà mấy dòng này là năm ngoái là từ 3 triệu rưỡi cho lên, chứ rất ít khi nào mà có cái giá này nha nè. Vàng còn rất đẹp nè. Đó. Vàng, nước vàng rất đẹp luôn, chứ không có trầy tróc có gãy nhiều hết. Rồi, mã số 7. Số 7 cho anh em con Seiko LM 23G, con này vỏ vàng. Rồi, nói chung là đó, vàng trầy tróc gãy nhiều. Lên bả trầu, đó, lên bả trầu nè, nhìn cái màu này là biết lên bả trầu nè. Cái bả trầu này thì đánh nó ra được nha nè, lướt nhẹ là hết nè. Nè, anh em nhìn nè. Nhìn em lướt nè, thấy không? Đó. Lướt qua là hết thôi. Đó, bả trầu thì mình lướt nhẹ là nó sáng rồi. Nhưng mà để nguyên bả trầu á, cho biết là vàng, vàng nó mới lên bả trầu. Máy thì rất đẹp. Đó. Máy sáng sập đẹp. Máy này nó cũng là chung máy với KS đó. LM với KS là chung máy nha nè. Thằng KS là thằng bản nâng cấp của thằng LM, nên linh kiện thay thế là có thể dùng thằng K, dùng thằng LM mà dùng thay cho KS được. Con này đeo lên là chuẩn chuẩn đồ cổ luôn, cũ kỹ, size của nó size 365 đó. Lên tay là biết là size đồ cổ rồi, size đồ xưa rồi, chuẩn cũ kỹ, mặt rất là sáng, mặt sáng đẹp nè, đó, nghiền qua sáng bắt tia nè. Con này cũng lâu lắm rồi đây, mã số 7, bán đại đi 800 ngàn đi, trước con này em nhập là 1 triệu 2 đó nè, bán riết hồi giờ còn 800 nè. Nhiều khi nói bán lỗ anh em không tin đó, gieo sao mua bán mà bán lỗ chuyện bình thường mà, mua bán thì có lời có lỗ, lúc lời đâu anh đâu lời đâu nói gì đâu, đúng không? Nên bây giờ lỗ thì cũng bình thường thôi, có gì đâu, chuyện mua làm ăn mua bán thì chuyện lời lỗ bình thường. Em nói là em nói thiệt chứ không có nói xạo đâu, xạo anh em cũng đâu có được gì đâu. Rồi tiếp theo là con mã số 8, con Seiko Sportmatic. Con này rất đẹp đó anh em, nhìn bộ kim đó nè, kim cọc nổi làm cái hình thù, nói chung là nhìn nó bắt sáng rất là tốt đó, cũng mặt zin luôn, bắt sáng rất tốt, lên ti rất đẹp. Con này size to nha nè, Sport Matic, máy Matic nó đẹp hơn, đẹp hơn mấy cái dòng máy kia, size to 38 5, dây nè đó, dây kỳ đà máy thủ công luôn, ngon lành cành đào, sạch đẹp. Con này lên tay là bá cháy luôn, đít ca heo. Mấy Matic nó hơn mấy thằng mấy Seiko 5 Sport, Seiko 5 bình thường vậy nè. Ví dụ Seiko 5 Sport nhưng mà không có chữ Matic thì nó không bằng cái thằng mà có thêm chữ Matic.
máy có thêm chữ Matic nó máy nó ngon hơn nhiều. Con này hai lịch, lịch của nó là lịch nhắn nha, đó lịch nhắn. Con này đeo là bá cháy luôn, chuẩn kiểu là ngon bổ rẻ, chuẩn ngon bổ rẻ, sạch đẹp sạch sẽ luôn. Chính giữa có trục tung hành nữa đó, cái trục mà trục trục này dọc này, trục ngang này, người ta gọi là trục tung hành. Rồi con này hôm nay em sale cho anh em mình là 1,1 triệu nha. Con này ai chốt được con này thì là ok đó, nên nên mua trong cái dòng gọi là dòng tầm giá tiền 1 triệu, là 1 triệu đến 1,5 triệu là con này phải nói là cực ngon. Nhìn thấy liền đó, size cũng size lớn 38 năm, size lớn dễ đeo, tay 17, 18, 19 giờ đeo cũng được luôn. Rồi mã số 8 nè, 1,1 triệu nè. Đó. Rồi tiếp theo con này Citizen, con này hai lịch 21G, mặt cũng mặt zin luôn. Con này cũng zin hết luôn, nấm Citizen đó. Máy con này trước có mở rồi, dây khó linh kiện thay thế mới đó, dây K6 công nghiệp size 35 năm nha anh em. Con này dành cho nam tây vừa và nhỏ, hoặc là những chú lớn tuổi đeo con này là chuẩn nha, size 35 năm. Máy chạy ok đúng giờ, hai lịch, tây nam tầm khoảng 16 năm trở lại là đeo ok nè đó. Đây tây nam 16 năm trở lại đeo ok nha anh em, nhìn cái kính nè đó, kính zin có vát nè, nên khi mà ra ánh nắng á, khi mà anh em lắc cái tay á, thì cái kính này nó sẽ bắt sáng và nó khúc xạ ánh sáng lên, nó ra màu rất là đẹp. Rồi con này mã số 9, con này mã số 9 bán luôn 900, bán riết hồi là bán lỗ không nhưng mà không sao, đam mê mà biết sao giờ. Rồi tiếp theo mã số 10, số 10 con ra đôi anh em, con này dòng Marco Polo đó, con này cũng zin đét luôn, zin đét A đến Z, dây khóa thay mới nha, dây khóa linh kiện, còn lại là đồng hồ zin nha, size to ở trên đây là mặt còn tia luôn nè, còn vân thép xước nè, size ngang 36 năm nè, size dọc 40 năm nè đó, dành cho mấy anh em thích size to, núm zin, đít zin, dây thì dây Nhật nhưng mà không phải dây của nó nha, dây Bambi đó. Anh em mà chơi và chơi đồ đồ xưa nhiều thì biết cái hiệu dây Bambi rồi, chuyên sản xuất dây cho mấy cái loại như cho mấy hãng đồng hồ đó, sản xuất dây cao cấp không á. Mấy con này thì chạy rất là ok và đúng giờ, chữ cốt trâu, con này em có đeo test rồi, chữ cốt rất là lâu nha nè, con này nó trữ code được chắc tầm khoảng là trên 30 tiếng, trên 30 tiếng có nghĩa là một ngày anh em để đeo một ngày là thoải mái luôn, đít nó hơi cứng đó. Lịch thì cũng cơ chế lịch là 9-12 để coi. Rồi lịch 9-12 nhảy cho ta, lại nhảy cho ta 30 nè đó, đem để cái ngày nè, xoay lại lần nữa nè, 31 nè, rồi lịch 92 luôn. Đọc số là mày làm vác, đọc số nổi mày vác rất đẹp, nói chung là khá đẹp. Rồi con này cũng để cho anh em cái giá siêu tốt luôn cho anh em chơi. Con này biết mấy mấy trắng hay mấy vàng ta, đít nó cứng quá, ông là ông thợ ông siết gì mà cứng dữ rồi. Đít quá cứng. Rồi con này anh em muốn cầm máy thì tính sau đi, đít quá cứng mở không ra. Như con này lúc trước em có chụp máy lại rồi đó, anh em cứ muốn xem máy thì cứ liên hệ Zalo với em sẽ cho qua máy nha.
Rồi con này mã số 10 bán cho anh em là 2.100.000. Lầm liền đi anh em ơi. Tiếp theo mã 12. À mã 11. 11 là con Seiko. Trời con này cũng bán tới bán lui hoài luôn. Size ngang 43, size ngang 34, size dọc 375. Form trứng. Dây zin. Đó, dây zin. Đó mặt thì cũng mặt zin luôn, chưa có vẽ lại gì hết á, hai lịch. Máy 25G con này máy cũng siêu đẹp, cũng zin S, zin đét từ A đến Z luôn. Mã 11. Con này bán 1 triệu nha anh em. Đó, dòng Seiko LM máy chạy rất là ngon, rất là êm ái. Mượt mà. Rồi, tiếp theo mã 12. Con này tiếc quá nè. Con này sale lỗ luôn cho anh em mình, ai mua được con này thì mua nè. Con này rất là ngon, hiệu con voi nha, dòng Hunting World, hiệu con voi. Safari Today. Đó, dòng này là dòng lặn nha anh em, dòng này là chịu nước tốt nha. Miền xoay nè, đó, miền xoay là dòng lặn là chịu nước tốt nè. Cá là mới luôn, con này mặt của nó là mặt cá hồi nha. Đó, mặt này gọi là mặt cá hồi, một lịch ngày gấp 3 giờ. Size to. Size của nó 40 nè. Zin thì anh Z luôn. Đó, dây khóa hai lớp phun tin, dây thép đúc đặc. Dây thì còn rộng rãi nha, đủ tay 19 nha nè. Đây cho anh em coi máy nè. Máy vàng ươm. Đó, cơ lỗ đáy, máy vàng ươm. Swift Med, con này là chịu nước 20 ATM nè anh em. Đó. 20 ATM có nghĩa là con này dòng xài nước được nha. Cơ niềng xoay, lỗ đáy xài nước được. Con này hôm nay em để cho anh em cái giá là hết hồn luôn. Mã 12. 3.2 triệu. Đó, 3.2 triệu. Từ cái giá 4 triệu giờ rớt về còn 3.2 triệu là anh em biết rồi đó. Có lỗ trong này nè. Bù lỗ cho anh em để anh em chơi giá này nè. Đó, nhiều khi em bán xong rồi giờ nhiều khách mua xong rồi đi tìm lại không có đâu. Mấy con này cũng hiếm lắm, không có nhiều trên thị trường đâu. Anh em cứ tự đi search trên mấy trang web Nhật là anh em biết. Đó, mua bên đó về thì cao. Xong về Việt Nam mình bán lỗ lòi chít luôn. Rồi, tiếp theo là con Technos dòng Sky Eagle Automatic 2 lịch. 2 lịch ở gấp 6 giờ nha nè. Nấm zin chữ T. Đít nó đây. Đít mắt logo. Dây rất đẹp nha. Đó. Bộ dây rất đẹp. Dây dày dặn hai lớp, đề mi rất đẹp, dây rộng đại thoải mái nha, khỏi lo về dây nha. Con này size cũng to nè. Size 37 nè. 37 nhân cho 43 nè, đó, dành cho nam tây vừa to, tay 17 cho lên. Thích to nặng, mặt đen. Full ngầu. Con này cũng cơ chế lịch 92 luôn nha anh em. Cơ chế lịch 92 luôn. Về lên tay dùng thôi. Rồi, con này sale tục quần cho anh em luôn. Mã 13. 1.6 triệu. Đó, anh em thấy không? Technos giá này thì quá rẻ luôn. Căn chỉnh đàng hoàng đúng giờ luôn, về chỉ việc dùng thôi. Tiếp theo. Mấy con Technos mày năm ngoái nó cũng cao tiền lắm nha anh em, năm ngoái là 2 triệu mấy 3 triệu không đó. Năm nay bằng có nửa tiền luôn, em nghĩ giá này cũng đáy rồi đó. Kêu mà muốn rẻ hơn nữa chắc chỉ có đồ Nhật thôi. Chứ còn đồ Thụy Sĩ mà giá này mà kêu rẻ hơn nữa là chịu thua luôn, trừ khi là hàng cực kỳ nát mới rẻ hơn thôi. Ngàn mới bán sát. Bộ máy Thụy Sĩ 5 đằng này bây giờ bán mua cái máy không cũng tiền triệu rồi.
Rồi tiếp theo dòng Technos Skyline. Con này mặt kim than bát quái. Đó, mặt kim than bát quái, kính vác, nấm thay, bít mất logo, còn dây zin, đó chữ T, còn bộ dây chạy cũng ok chuẩn giờ, size ngang 37, size dọc là 39.5, máy thì chạy ok chuẩn giờ cho nên độ sai lệch không nhiều, độ sai lệch một ngày chắc tầm khoảng 30 giây thôi. Rồi con này mã 14 bán cho anh em là con này, con này còn bộ dây zin thì nó có giá hơn xíu, bán cho anh em 1.8 đi. Rồi vui vẻ bán lỗ cũng vui mà, vui vẻ không quạo. Tiếp theo con Citizen, con này dòng Crystal 7 27G. Đó, con này cũng mặt zin, có một vài đốm 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 thời gian. Con này hai lịch, lịch gấp 3 giờ, lịch thượng gấp 12 giờ. Đó. Size của nó là size 34.5, size khiêm tốn 34.5 dành cho nam tay vừa và nhỏ, tay 16.5 trở lại. Kính zin và kính khoáng rất là dày. Kính siêu dày luôn. Đó. Cái này đi quấn lỗ cũng khỏi sợ bể luôn, rất là dày, kính khoáng. Dây cũng là Citizen nhưng mà dây lấy từ con khác đưa qua nha. Anh em không thích dây này thì có thể lắp dây da cũng được, tùy anh em thôi. Rồi, con này mã 15. Mã 15, con này em bán 900. Ngon bổ rẻ, đáng đồng tiền. Tiếp theo mã 16. 16 là con One Time như này, One Time dòng có tay lên dây, xoay ngang là 30. Con này kiểu như Unisex, vỏ vàng thì còn rất đẹp nè. Đó, One Time vàng rất đẹp luôn. Dòng Maxim, hai con One Time nhưng mà con này thì đẹp hơn. Đó, con này đẹp hơn, con này giá trị hơn, size to hơn nên con này cao liền hơn. Con này em sale cho anh em nè. Đó, cũng cơ lên dây luôn. Nấm thì cũng thay rồi nha, dán thì cũng dán mỏng. Đó. Đít V đúp 20 micron. Con này cũng 800 ngàn. 800 ngàn là em bù lỗ trong này rồi đó. Mà anh em không mua giá này nữa thì em cũng chịu thua luôn. Coi như là đem rã máy bán sát rồi. Rồi mã 16. Mã 16 800. Đó, giá này anh em không mua nữa thì để lại đi rạ máy bán sát, bán linh kiện. Nhiều khi bán nguyên con đồng hồ không bằng người ta mổ ra người ta bán linh kiện đó nè. Rồi tiếp theo nó sale luôn cặp này cho anh em chơi nè. Một cặp của hiệu Biana nè, 17G cơ từ cơ lên dây nè. Hàng xưa nội địa thụy sĩ nè, hàng rất là xưa rồi. Mấy con này chắc sản xuất khoảng năm 90, năm 40, thập niên 40 tầm đó. Rất là xưa rồi, nhưng mà máy chạy rất là ngon nha anh em. Dòng lên dây nó chạy rất ổn định và đúng đúng giờ. Anh em nghe tiếng lên dây nè. Lên rất là nhẹ nhàng luôn. Sell cho anh em một cặp này nha. Con này size 33 nè. Con này size cũng 33 luôn, đó. Con này thì mặt chuẩn xưa thôi, rong rêu nè, bột kim còn khá đẹp luôn. Cọc số ốc trò. Con này cũng cọc số ốc trò luôn. Rồi sale cho anh em cặp này 1 triệu nha. Bán cặp luôn. Mã 17. Đó, mã 17 nè, một cặp này là 1 triệu nè. Coi như là 500 một con đi, đó. 500 một con. Siêu cặp này 1 triệu. Em lau dầu căng chỉnh rồi đó nha anh em, về chỉ việc dùng thôi. Nói chung là độ chính xác thì không cao lắm, một ngày nó có thể sai lệch cộng trừ 1 phút. Đó thì em cũng nói luôn. Dòng nó cũng xưa lắm rồi. Thì đừng có đòi hỏi mà sự chính xác như mấy cái con Omega ngày
một ngày lệch vài ba giây là điều đó không có đâu. Hàng xưa là căn chỉnh cỡ này là ngày lệch 1 phút là ngon lắm rồi nha anh em, cỡ lên giây mà. Rồi tiếp theo lên cho anh em con quanh tham luôn, con này cũng con quýt, quýt xưa của quanh tham size 42 năm, chạy cơ chế kim rốn bột kim nung màu xanh rất là đẹp. Đó, cũng cơ lên dây. Con này nó mở máy ra chạy rất đẹp nè. Con này nó mở máy cũng dễ thôi. Đây, ở chỗ đây nè. Anh em nhìn chỗ đây nè. Ở chỗ đây anh em. Đây, tì tì đây, kéo nhẹ ra đó. 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 Con này vỏ niken, niken là nó trên trên inox nè. Niken là trên inox. Quanh tham 17G, em coi cái ba lăng gai nó chạy nè. Máy rất là sáng đẹp luôn nha, hàng xưa hàng cổ đó. Đó. Đó coi ba lăng gai nó chạy nè. Quá đỉnh. Rồi, bóp lại. Rồi, con này bán cho anh em 600 nha, mã 18. 600 cho anh em sưu tầm. Treo ô tô, treo xe chơi. Em xin kết thúc clip ở đây nha anh em. Clip này em chỉ lên cho anh em 18 con cơ thôi. Pin thì em sẽ lên clip sau nha. Hết cái lô cơ này em sẽ vào em lên lô pin nha. Pin thì cũng còn nhiều lắm. Đừng bằng rổ mà. Nói chung cũng còn nhiều lắm nè. Nhiều lắm anh em. Đừng bằng rổ. Máy rổ. Lọc cơ lên trước. Pin lên sau. Em xin dừng clip ở đây nha. Anh em mua hàng thì anh em liên hệ với em. 0933 572181. Thông tin em để phần mô tả phần bình luận nha. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha.